Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức. Thì trong cái video ngày hôm nay đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể giới thiệu những cái kênh khác lên cái trang chủ của một cái kênh YouTube. Thì như cái trang này hiện tại là trên kênh Kiến Thức của mình á, ngoài cái chuyện là mình giới thiệu ở cái kênh nổi bật, thì ở đây mình có làm thêm một cái phần nữa là giới thiệu các cái kênh liên quan của mình ở trên trang chủ của cái kênh luôn. Các bạn thấy ha. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể thêm vào các cái kênh nằm ở trang chủ như thế này? Thì sẵn tiện ở đây mình cũng nói thêm ha. Mình có khá nhiều kênh. Thì hiện nay mình đang tiếp tục phát triển hai cái kênh này. Thì cái kênh Vinh Đặng Quang này á, mình sẽ phát triển cái mảng nội dung là tin học văn phòng ha. Và có thể là sẽ thêm những cái chủ đề liên quan đến biên tập video, hiệu ứng video, thì mình sẽ thêm vào cái kênh này. Ngoài ra thì mình có một cái kênh nữa, thì chắc là có rất nhiều bạn quen thuộc rồi, đó là kênh Cuộc Sống Yêu Thương. Thì kênh này trước đây mình phát triển về cái mảng là thông điệp, những cái lời Phật dạy, lời yêu đương, nhân dân. Thì kênh này nó cũng phát triển rất là tốt. Tuy nhiên trước đây mình dùng cái phần là sử dụng like ảnh, mà hiện nay thì nó không còn phù hợp nữa ha. Cho nên mình quay trở lại phát triển nó theo cái chủ đề liên quan đến kiến thức máy tính. Thì cái kênh này á, mình sẽ bổ sung các cái nội dung liên quan đến thủ thuật máy tính ha. Và có thể chèn vào những cái video liên quan đến YouTube. Còn cái kênh Kiến Thức V2 này của mình thì hiện tại mình không phát triển ha. Mình tạm thời để đó, mình sẽ phát triển sau. Mình sẽ tập trung vào hai cái kênh này. Thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để đưa ra cái trang chủ như thế này. Nếu bạn nào có cần tham khảo những cái nội dung liên quan tin học văn phòng thì các bạn vào cái kênh Vinh Đặng Quang này giúp ha. Còn cái này thì liên quan đến thủ thuật máy tính là chủ yếu nha. Mình sẽ quay trở lại cái kênh Kiến Thức của mình. Bây giờ đầu tiên muốn thiết lập cái trang chủ của kênh Kiến Thức á, mình đã đăng nhập sẵn tài khoản rồi ha. Bây giờ mình sẽ kích vào biểu tượng kênh. Các bạn sẽ chọn cái mục là kênh của bạn nè. Tiếp theo thì các bạn thấy có một cái nút là tùy chỉnh kênh, chúng ta sẽ bấm vào đây. Để có thể thiết lập ngoài trang chủ đó, thì các bạn sẽ kéo chuột xuống ha. Ở bên dưới nó sẽ có một cái nút có dấu cộng nè. Kế bên có chữ là thêm phần. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Cái phần nội dung đó, chúng ta sẽ bấm vào cái mũi tên đây ha. Các bạn thấy ở đây có một cái mục là kênh ha. Chúng ta sẽ bấm vào cái mục là nhóm tùy chỉnh nè. Các bạn bấm vào. Thì bố cục chúng ta có thể thiết lập theo hàng ngang hoặc là theo hàng dọc. Thì như cái bên đây á, mình đang để theo hàng ngang ha. Còn hàng dọc thì nó sẽ bố trí theo cái hướng thẳng xuống như thế này. Ở đây chúng ta sẽ chọn các cái kênh mà chúng ta muốn quảng bá. Mình sẽ mở bên này ha. Để mình lấy các cái kênh cho nó dễ. Thì mình sẽ lấy ba cái kênh này ha. Để mình đặt ra ngoài trang chủ. Các bạn sẽ bấm vào cái nút là thêm kênh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tiêu đề. Giả sử như mình ghi là các kênh khác của kênh Kiến Thức chẳng hạn. Thì sau khi mà chúng ta nhập cái tiêu đề mục xong, thì các bạn sẽ lấy một cái địa chỉ của cái kênh YouTube, các bạn sẽ đưa vào đây. Thì mình sẽ lướt phải vào cái kênh này, mình chọn là sao chép địa chỉ liên kết. Còn bình thường nếu mà các bạn lấy một cái địa chỉ của một cái kênh nào đó thì các bạn cứ việc vào đây ha, các bạn chọn kênh của bạn thì nó sẽ ra được cái địa chỉ kênh thôi. Là cái phần phía trước này nè ha. Các bạn bỏ cái phần chấm hỏi view nha. Thì đây là địa chỉ của một cái kênh YouTube ha. Rồi, mình sẽ thêm vào cái bên đây. Sau đó thì các bạn bấm vào cái nút thêm.
hoàn toàn tương tự thì mình sẽ lấy luôn hai cái kênh còn lại. Mình cũng dán vào đây. Sau đó các bạn kích vào nút thêm ha. Tương tự vậy chúng ta lấy luôn cái kênh kiến thức V2. Chúng ta bỏ vào trong cái phần này. Các bạn bấm vào nút thêm. Thì chúng ta sẽ được ba cái kênh như thế này. Chúng ta có thể thêm nữa ha. Nhưng ở đây mình chỉ muốn giới thiệu ba kênh thôi. Sau khi thực hiện xong thì các bạn bấm vào cái nút hoàn thành chỗ này. Thì các cái kênh đã hiển thị ở đây ha. Các bạn bấm vào cái nút hoàn tất nè. Tuy nhiên thì nó đang nằm ở cuối trang. Bây giờ các bạn muốn đưa lên đầu á, thì các bạn bấm vào cái mũi tên ở đây. Nó sẽ đưa lên trên ha. Cái bên có cái mũi tên hướng xuống ha. Các bạn có thể bấm vào đây để đưa nó xuống bên dưới. Thì tùy theo nhu cầu của chúng ta thôi. Ở đây mình đang muốn đưa lên trên đầu. Mình đưa lên cao luôn ha. Cao nhất nè. Thì khi mà chúng ta làm tới đây rồi á, nếu mà các bạn mở một cái trình duyệt web mà các bạn xem mà nó chưa có, ví dụ như mình load trang nè mà nó chưa có, thì có thể là nó đang cập nhật ha, cho nên nó chưa hiển thị liền. Thì ở đây á, nếu mà nó chưa hiển thị là do cái trình duyệt chúng ta nó còn đang kết cái dữ liệu ha, nó chưa có cập nhật mới. Các bạn muốn xem mới á, ngay lập tức á, thì các bạn có thể copy cái link của kênh kiến thức ha. Sau đó các bạn mở ở cửa sổ ẩn danh. Thì cửa sổ ẩn danh thì nó sẽ không có sử dụng cái két ha. Rồi mình dán ra nè. Thì lúc này các bạn thấy nó đã có xuất hiện những cái kênh ở đây. Các bạn lưu ý là đôi khi chúng ta phải đợi khoảng vài phút ha. Để YouTube nó cập nhật cái phần thiết lập cái trang chủ của mình. Thì đây cũng là một cách để giúp chúng ta có thể quảng bá những cái kênh phụ trên một cái kênh lớn hơn. Từ đó sẽ giúp cho cái fan chúng ta có thể tiếp cận được những cái kênh này. Thì như lúc nãy mình nói ha, mình sẽ phát triển những cái kênh này, những cái nội dung chuyên biệt. Thì cũng rất mong là các bạn sẽ truy cập vào để các bạn đăng ký kênh và xem video ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới ha. Xin chào các bạn.